Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức chuyên tư vấn thăm khám và điều trị các bệnh lý về thoát vị đĩa đệm, gai, thoái hóa cột sống lưng, cột sống cổ, đau thần kinh tọa, viêm các khớp không cần phẫu thuật. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trong việc thăm khám và điều trị với trang thiết bị chuyên khoa hiện đại nhập từ châu Âu. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, số 001 lô H chung cư Lê Thị Riêm, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0282236998, 0906700345. Tận tâm y đức, luôn tận tình trong tư vấn thăm khám và điều trị, đem lại sức khỏe tinh thần và cuộc sống hạnh phúc cho quý bệnh nhân. Đó là phương châm hoạt động của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức. Vâng, thưa bác sĩ Ngọc, có thể nói là đối với bệnh nào cũng vậy, chúng ta phòng bệnh là tốt nhất đúng không ạ? Như vậy thì với bệnh thoát vị đĩa đệm này thì chúng ta cần có những cái phương pháp nào để phòng bệnh không ạ? Đối với những trường hợp mà đã bị rồi thì mình cần có những tư thế đúng, ngồi phải thẳng lưng giống như tôi vậy nè. Rồi ngồi mình làm việc, mình phải có cái nghỉ ngơi, cái thời gian nghỉ ngơi đừng ngồi quá lâu. Còn đối với những bệnh nhân mà ngồi bị rồi thì chúng ta phải có những cái dụng cụ hỗ trợ. Chẳng hạn như mình nhìn đây, mình sẽ thấy nó có cái gối như thế này nè, cái gối nè, nó cong như thế này nè. Đây gối là hỗ trợ cái lưng, mình nhìn trên cột sống mình sẽ thấy cái lưng mình nó sẽ cong. Đối với những người mà bị rồi á, bị đau rồi, cái lưng nó không thể có cái độ cong, người ta rồi mất đi cái độ cong sinh lý. Thì mình sẽ kê chỗ đây, đó kê này, cho nó tạo ra cái độ cong lại. Đó, mà nằm nó rất là dễ chịu và cơ nó sẽ mềm ra nữa, để nó theo cái đường cong của cái cột sống thắt lưng của mình. Đó, cái thứ nhất, mà kê này là kê chỉ 30 phút thôi, mà ngày 3-4 lần. Còn á, đối với những trường hợp mà có thêm mà bệnh lý cái cột sống cổ thì mình sẽ có cái gối như thế này. Cái gối nè, nó uốn lượn như thế này nè, cái này nó ôm cái cổ, mình thấy là cái cổ này nó cong ra phía trước nè, mà nó có chỗ trũng nè, phía sau nó có đầu nhô ra, thì cái này cái trũng mình để như thế này đó, nằm nó rất là dễ chịu và nó sẽ ngăn ngừa được cái bệnh đối với những người chưa bệnh.